Xin kính chào quý vị và các bạn. Nơi bà con có thể khai thác nghề rê cho năng suất cao là vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ra ngoài khơi Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa. Đây là khu vực được Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản dự báo có thể đánh bắt trên 70 kg trên 1 km lưới, tương ứng với những ô màu đỏ như thế này. Tuy nhiên, hôm nay thì thời tiết ở đây vẫn có lúc xấu, trời mưa rông đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa khiến tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km. Đối với ven bờ, từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây, ngày hôm nay gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 1 đến 3 mét. Ở vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi thì cũng có mưa rông, lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km, gió cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 2 đến 3 mét. Với dự báo như vậy thì tàu thuyền vẫn có thể ra khơi khi mà thấy mưa rông kéo đến. Bà con nên hạ thấp trọng tâm tàu bằng cách đưa các vật nặng cồng kềnh xuống dưới hầm tàu để đảm bảo an toàn. Chẳng buộc dây neo theo chiều dọc của tàu để đi lại an toàn khi mà gió mạnh cũng như sóng cao. Tăng cường chẳng buộc các trang thiết bị hàng hóa trên tàu. Mọi thuyền viên phải được mặc áo phao. Đối với ngư trường huyện đảo Hoàng Sa thì ngày hôm nay có thời tiết tốt nhất. Mưa rông có chang chỉ xảy ra vài nơi, trời chủ đạo sẽ là nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió cấp 5. Trên đất liền Trung Bộ ngày hôm nay, ngoại trừ Huế và Đà Nẵng cũng như Quảng Ngãi có mưa rông thì các nơi khác thì trời chủ đạo là nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 27 đến 30 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.